Rất nhiều người học Phật nói rằng tôi giờ tôi buông rồi, không bận tâm tới việc ngoài nữa, vợ con kệ, phước duyên mỗi người một khác, bỏ vợ bỏ con đi vào chùa để làm công quả, để tụng kinh, để niệm Phật, để cầu vãng sanh, nhưng không biết rằng vợ con đang vất vả gồng mình để lo kinh tế cho gia đình. Con thì phải học hành, rồi ốm đau, rồi bố mẹ bệnh tật già cả, rồi cưới xin, rồi là của hàng xóm, của họ hàng. Còn rất nhiều việc cần đến tiền, còn rất nhiều việc cần phải gánh vác. Nhưng mình là người đàn ông, mình là người chính trụ cột trong gia đình, mình lại kệ, mình lại bỏ, mình buông, nghĩ rằng mình học Phật rồi mình buông. Tôi về với Phật A Di Đà, kệ mọi sự thế gian. Có điều đấy không? Có rất nhiều người. Vậy thì học Phật, Phật có dạy như vậy không? Phật không dạy như vậy. Phật dạy là phải gia đình hạnh phúc, phải an lạc trong đời sống, chứ đâu có dạy buông như vậy, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta, nếu ai có cái tâm buông xả như vậy, quên vợ quên con, quên gia đình bạn bè anh em, thì hãy quán chiếu lại xem như vậy có đúng bổn phận của mình không. Phật dạy phải làm tròn bổn phận của mình không mà. Cho nên rằng là chữ buông này mình phải hiểu thấu suốt hơn, không phải buông từ cái bên ngoài như vậy, sâu hơn để hiểu chữ buông này. Chứ nhiều người hiểu nhầm là rất nguy hiểm, dẫn tới gia đình lục cục, rồi là tu một thời gian sau thì gia đình ly thân, vợ một nơi chồng một nơi, con thì vất vả khổ vì thiếu cha thiếu mẹ, bố mẹ thì phiền não đau đầu vì bất hòa của con, không có bố mẹ nào muốn con ly thân, không có bố mẹ nào muốn con ly hôn, đúng không ạ? Cho nên rằng là chúng ta là học Phật, chúng ta phải tạo ra tấm gương tốt, phải gia đình hòa thuận, con cái phải ngoan hiền, và học Phật tốt để người khác phải cảm nhận được điều đấy thì họ mới bị cảm hóa. Chứ không mình nói ra rằng học Phật tốt lắm, học thế này thế kia, nhiều phước, nhiều điều tốt lắm, nhưng trong đời sống hàng ngày của mình thì sao? Vợ chồng vẫn có mâu thuẫn, chồng vẫn nói xấu vợ, vợ vẫn nói xấu chồng, con dâu vẫn đi nói xấu mẹ chồng, bố mẹ chồng, thì làm sao mà tốt được, làm sao có thể ảnh hưởng được người khác để học Phật được? Rất khó có thể ảnh hưởng, mà vô hình chung mà phá hoại không biết. Vì sao? Phỉ báng. Người ta nói học Phật này thế kia, ta giao học Phật mà tại sao gia đình lại khó khăn đi lên, càng ngày càng khó khăn, nói là tốt lắm mà tại sao lại khó khăn, tại sao vẫn còn nhiều phiền não, đúng không ạ? Có thể người ta không nói ra trước mặt mình, nhưng người ta thầm nghĩ trong tâm mình. Cho nên chúng ta phải hết sức lưu ý về cái chữ buông trong học.